Xin chào khán giả kênh YouTube bóng đá. Đây là những ảnh tập luyện trong sáng 27/8 của tuyển nữ Việt Nam. Hiện tại là tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Trung đang trong quá trình tập trung nhằm rà soát chuẩn bị lực lượng sau một thời gian để tập trung chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đợt tập trung này sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 đến 1 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng trẻ Việt Nam. Và từ ngày 1 tháng 9, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc. Đây là hình ảnh của Huỳnh Như. Cô cũng mới hội quân cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam được ít bữa. Huỳnh Như sau khi trở về từ câu bộ Lãnh FC, lúc này sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng vốn là nơi đào tạo và phát triển lên tên tuổi của cầu thủ sinh năm 1991. Lúc này thì chúng ta vẫn chưa có những giải đấu lớn diễn ra trong năm 2024, cho nên là cái tâm lý tập luyện các cầu thủ cũng phần nào trở nên thoải mái hơn. Dù vậy thì khi tập luyện, các cầu thủ cũng rất là nghiêm túc và chú ý đến từng giáo án và chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Đây cũng là cơ hội để một số cầu thủ trẻ tranh thủ ghi điểm trong mắt ban huấn luyện nhằm giúp cho họ có cơ hội được chui rèn và được tạo điều kiện thi đấu ở những giải đấu quốc tế trong năm 2025. Và chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của cầu thủ Nguyễn Thị Vạn, tiền vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa Sản Việt Nam, để biết được cái không khí tập luyện và tình hình sức khỏe của cô sau quá trình điều trị và phục hồi chấn thương sẽ như thế nào các bạn nhé. Thì cùng đi với lại các chị trong đợt tập huấn chuẩn bị
trời rất là nắng mà bác 14 tuổi rồi mà bác vẫn ở lại để chỉ bảo cho bọn em. Em cảm thấy rất là biết ơn bác. Và đây cô là những hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. What?